chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Rồi, ok, hôm nay là sinh nhật của con gái yêu nè, mẹ chúc cho con gái gọi là gì ta, sinh nhật vui vẻ, lớn càng trọng lớn nha và càng ngoan nha. Mẹ ơi, không có quà, sinh nhật mà không có quà thì buồn lắm. Trời ơi, con gái yên tâm, đây, để mẹ ghi cái dĩa trái cây này qua bên nha. Đây là món quà mà mẹ đã gọi là gì ta, dùng hết cả trái tim mẹ tặng cho con này con gái. Bum, thật chưa? Có quà nè, con thích cũng thích màu tím nhưng mà mẹ ơi. Sao vậy? Mẹ hứa với con đó, là sinh nhật của con thì mẹ sẽ tặng cho con một quà siêu to khổng lồ cơ mà. Tại sao quà lại bé xíu vậy? Ủa hôm nay chứ to hả con? Trời đất ơi, con nhỏ. Con gái à, yên tâm đi. Ba rất là tâm lý, ba đã hiểu được là con muốn một món quà to đúng không? Bởi vì thế cho nên là bây giờ ba đã chuẩn bị một hộp quà còn to hơn gấp cái hộp quà này mấy lần ở bên đây nè. Con gái, đây cái hộp quà sinh nhật của con. Ông ba theo ạ. Sao con gái mình nhỏ xíu mà ông tặng cái hộp như cái thùng xốp vậy ông nội? Trời ơi. Món quà này chắc chắn là con gái của chúng ta sẽ cực kỳ thích luôn. Ui, ba lấy đâu ra hộp quà to dữ vậy? Ba mua ngoài chợ Kim Biên đó con. Mày hỏi ngu quá vậy? Ba có quà đây. Ba có là đây là con bóc quà nha. Quà trong đây là ba đựng gì đấy? Ba đựng gì xong mở ra rồi biết. Trời ba lấy quá mẹ ơi. Đây nè. Đó chính là một bất ngờ của ba. Ba cố tình làm như vậy để cho con bất ngờ đúng không? Đó, quá bất ngờ luôn. Không, bất ngờ sắp khóc luôn á. Ông tin tôi lấy cái dép tải vô mặt ông. Trời, con gái nó nhỏ nhẹ. Em biết không, trên YouTube thấy sinh nhật phải khóc mà nó không khóc nên chửi cho nó khóc cho nó giống trên mạng. Chắc mặt ông, giờ thôi đi ra đi. Thôi con gái, bây giờ có mở hộp quà ra đi nè. Trong này sẽ có một bất ngờ. Dạ, con gái mở lắc đi nè. Ủa gì đây, tôi quá à, sợ quá à. Đây là có xem mở hộp quà nha. Mở quà đi con gái, đúng rồi. Ồ, đây, dễ thiệt của con gái. Đây chính là bé gấu của con nè. Ba ơi. Gì? Sao hộp quà to mà quà thì bé vậy? Tại vì ba có tiền đâu. Ba đi ra chợ Kim Biên mua cái hộp này có 15 ngàn à. Còn con búp bê đó mua tầm 20 ngàn à. Làm gì cho nó hồng mày ơi. Không, con muốn búp bê đắt tiền cơ. Con không muốn cho búp bê này đâu. Con yên tâm đi con gái. Tuy là nó hơi rẻ tiền một chút xíu nhưng mà chắc chắn nó sẽ khiến cho con vui. Nó có một cái thứ rất là đặc biệt. Có gì đặc biệt hả? Đâu, để con xem nào. Đâu. Gì đây? Con không thấy cái gì đặc biệt hết trơn á. Thôi vậy con nhấc nó ra ngoài sọt cát đi. Thôi mà bé con ơi, bây giờ con đem gọi là bạn búp bê này con đưa lên lầu sau đấy chăm sóc bạn ấy đi. Sao đây cũng món của ba tặng mà. Trời đất ơi. Thôi được rồi, vì đây là quà ba tặng ạ, nên là con mới cho bạn gia nhập vào cái gọi là dàn danh sách đồ chơi của con nhá. Không thì không được đâu nha. Mình sắp có bạn đồ chơi rồi. Rồi quá. Bạn ơi, bạn đi theo mình nha. Rồi. Đó, ba mẹ ơi. Ui, búp bê là hay quá. Vừa hình như đây là cô chủ của mình mọi người ơi. Con bị khóc của mình này. Trời ơi. Vào đây bạn ơi. Okay. Đây là phòng của con, không cho ba mẹ vào đâu. Con sẽ thấy được những điều bất ngờ. Hả? Gì không, con gái con ơi. Trời ông đi, trời ông bị khổng á. Trời ơi, để tôi lấy cái dép tôi ném cho mặt ông ơi. Đứng lại. Ba mẹ hôm nay làm sao ấy? Thôi rồi, cậu vào đây chơi cùng với tớ đi. Đó, trong này ở đây có bạn gấu này. Tớ cũng có sẵn nhà cho cậu luôn. Nhưng mà cậu không được ăn đâu nha. Cái này á, là bánh kẹo tớ tự xây dựng ra đấy. Cậu thấy đẹp không? Đẹp quá. Ui, hình như đây là phòng của cô này thì phải. Ui, đẹp quá. Đây là lần đầu tiên mình có một chủ nhân mới. Sau những ngày mình ở trong cửa hàng, cuối cùng mình cũng có người nhận nuôi rồi. Ôi, mừng quá à. Giới thiệu bạn nè, đây là cái bức tranh tớ vẽ đó. Tớ vẽ hơi ngày càng một xíu nhưng hơi bị đẹp luôn. Đẹp quá ta. Trời. Ui, tớ quên mất. Để tớ quên mất giới thiệu cậu với những thành viên cũ nữa. Thành viên gia đình của tớ cậu sang đây nè. Đây nè. Đó. Cô đây chủ có những thành viên. Đây chính là gia đình của tớ. Đó, một bạn gấu. Hello. Cậu hello bạn gấu. Còn bên này là bác Latia. Bay lên bác Latia ơi. Đây chính là bạn Bất Lai kia, đó chính là gì ta? Siêu anh hùng vũ trụ luôn á, bạn có thể bảo vệ giải ngân hà luôn á, hơi bị giỏi luôn. Ngầu quá ta. Hello bạn. Bạn đây nè, các bạn hãy chào hỏi nhau đi. Ui. Ê, tính ra nhá,
tớ có một bạn gấu bông này, tớ có một bạn bát lai tia này, bây giờ tớ có một bạn công chúa nữa. Chúng ta sẽ tạo thành một gia đình rất là hạnh phúc luôn. Khoan, gia đình là phải ăn và uống. Như là đến buổi chiều rồi đúng không ta? Các bạn chờ tớ xíu nha, tớ đi lấy tiệc trà chiều đó cho các bạn uống cùng với gia đình. Gia đình thật là ấm áp làm sao. Thế là cô chủ tốt quá ta. Các bạn chờ tớ xíu nha. Bye bye. Ôi, mình may mắn quá, được nhận bởi một cô chủ rất là ngoan luôn. Ủa, hello mọi người. Ủa, sao mọi người đứng đơ vậy? Hello. Trời đất ơi, nãy giờ mới được cử động. Trời ơi, nãy cô chủ vô đây không được cử động gì hết trơn đó. Ủa, gì vậy? Tôi đang bình thường mà. Bớt lại kìa. Hình như đây là một bà búp bê mới thì phải. Trời đất ơi, gấu hoang, nó là búp bê mới hả? Hình như đây là thành viên mới hay sao á. Hello mọi người, mình là búp bê công chúa. Cái gì á? Mà nói gì á? Biết không má, trời đất ơi, người ta là búp bê, người ta đồ chơi mới á, cẩn thận á, qua chừng cô chủ giận á. Ai giận gì trời, tôi tới đây tôi coi là mùi búp bê mới như thế nào. Trời ơi, coi. Trời ơi. Rồi. Tôi tên xin tự giới thiệu với các bạn, mình là búp bê công chúa được mới, gọi là được cô chủ nhận nuôi vào ngày hôm nay là sinh nhật công chúa nên mà được cô bé nhận mình. Ủa còn bạn là sao, bạn có thể giới thiệu với mình được không? Giới thiệu với bạn công chúa, tôi tên là Teddy, còn gọi là Simmy gốc đó. Rất vui được làm quen nha. Ủa mà bạn được nhận lúc nào vậy? Tớ là người nhận đầu tiên luôn á. của cô bé, gọi là gia đình này đã mua tớ về và tặng cho cô bé đó. Ôi dễ thương. Ủa còn bạn là tên gì vậy? Câu này tên là Kai Bớt Lai Ti à. Đó, Bớt Lai Ti hả? Lai Tia là tôi là siêu nhân đồ chơi, hay bà có thể gọi tôi là cái con đẹp trai như Bớt Lai Tia gì ai biết. Ủa gì tên bạn kỳ vậy? Nhưng mà hay là, ủa mà bạn được nhận lúc nào vậy? Trời ơi, vui lắm bạn ơi, mình á, mình được nhặt ngoài hồng cát á. Ủa? Ê, ông nội cái ông bất xà với sao ông nhúng ông chủ vậy? Trời đất ơi, ông này là được gọi là bố của đứa trẻ đấy, gọi là gấp trong gọi là thùng đồ chơi sẽ tặng cho cô bé vào ngày sinh nhật luôn. Cũng hay dữ ta. Trời đất ơi, em mà tính ra tôi nghĩ này nha, là tính ra tôi may mắn ấy sợ luôn, được nhận bởi một cô chủ rất là hiền dịu đáng yêu á, vừa yêu thích đồ chơi tụi mình nữa. Ủa gì vậy? Gì vậy? Buồn quá tách đi. Tôi cũng buồn lắm. Ủa gì vậy? Cô bảo cô chủ dễ thương sao? Cô đúng rồi. Ui, cái gì ghê vậy? Cô đã thấy bộ mặt thật của cô chủ bao giờ chưa? Ủa là sao? Tại vì tôi thấy lúc mà tôi nhận nuôi gì ta, cô chủ gì ta vui vẻ nè, giới thiệu tôi là ngôi nhà này nè, còn chỉ chuẩn bị là đem trà chiều tôi uống rồi nè, dễ thương mà. Đó chỉ là buổi sáng thôi. Cô hiểu chứ? Buổi sáng mà thôi. Còn buổi tối, con quỷ trong người cô bé mới chính thức bùng nổ và mọi chuyện ghê ghê vậy. Thành ơi, sao? Vì sao bạn cũng là thành viên mới nên tôi sẽ không kể mấy cái chuyện kinh khủng với bạn nghe đâu. Các bạn là thành viên mới thì tôi sẽ giới thiệu bạn chỗ này có gì vui nha, được không? Ok, bây giờ bạn giới thiệu mình đi, mình cũng chưa biết là trong này có gì luôn á. Đây, ta giới thiệu với bạn. Đây chính là gọi là cái liều trại, gọi là của gọi là gì ta, cô chủ hay gọi là đưa tụi mình đi đây chơi, đó để cắm trại. Hay quá. Làm các bữa tiệc trà chiều đấy. Tất rồi nha. Oh my god, giường công đây, chúa. Tôi biết nè, giường công chúa đấy. Lên đây. Lớp nhỏ đây, để tôi. Còn đập này á? Để mình. Không được luôn, mình muốn lấy giường công chúa mà. Đúng là công chúa, trời ơi công chúa gì á, không biết nhảy, không biết múa gì hết trơn á. Tôi là công chúa, tôi phải nhảy nhẹ nhàng thôi chứ. Đó, còn nhảy lên thử coi. Ôi, mệt quá, không muốn làm gì hết luôn á. Không sao, có gì không sao, các bạn có thể để bạn lên gặp được, không sao, không sao. Còn đây là tất cả các đồ chơi của gọi là cô chủ hay chơi. Tôi có thấy rồi nè. Ngôi nhà bánh kẹo, đây là chăn ngủ của là cô chủ hay vẽ nữa. Đừng nhìn nha, cô chủ vẽ xấu lắm á. Ngôi đẹp mà ta, nhìn đẹp mà đúng không? Được mà. Còn trên này là rất nhiều bạn đồ chơi khác nữa. Đây. Ê bạn gấu bông nè. Hello bạn gấu bông. Hello.
nè, bạn ở bông nè, nhưng mà bạn này lâu lắm rồi đấy. Chào, bạn... ai kêu tôi vậy? Chú ở bông chú vậy rồi hả? Ây da, trời ơi, chú đang ngủ à. Ủa, dạ, hôm nay có chuyện gì mà vui dữ vậy mấy đứa? À, dạ, chú gấu bông ơi, con với mấy chú, đây là bạn đồ chơi với cô chủ. Bạn ơi, đây là công chúa Sammy. Đúng rồi á, đó là chú gấu bông ơi, bạn này bạn Sammy nè. Hello chú. Bạn Sammy. Dạ. Bạn Sammy hả? Sao à, không, chú ấy chị hơi. Có gì đâu, không có gì đâu. Thôi được rồi, tích đi với lại cây con. Hai đứa dẫn bạn này đi tham quan chỗ mới nha. Tối nay chúng ta mở bạc tiền on the night. Chú quên mất tối nay là một ngày đặc biệt sao? Cảm ơn con đã nhắc chú. Ủa ngày vậy ta? Ủa? Sao bé này bí hiểm vậy? Mình không biết luôn á. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta? Thì thường thường cô chủ có một đồ chơi mới và ban đêm cô chủ sẽ làm một cái lễ rất là đặc biệt. Nên cô ấy cẩn thận nhé. Ok, nói chung là chắc không sao đâu. Mình nghĩ là mình là công chúa mà. Nên cô chủ sẽ cho mình ra chiều cho mình chỉ chơi cùng mình một cách dịu dàng thôi. Chứ không phải là đáng sợ các bạn đâu. Bạn công chúa, có giờ này vui nữa là bạn công chúa lên đây chơi nè bạn. Đó, sao mình leo được? Mình là công chúa mà. Mà không leo được. Đây, để mình đỡ. Rồi, bạn bay lên. Không bay được, mình không bay được đâu. Tính là làm công chúa khổ quá. Đồ chơi mới không có làm được. Thôi, mình đứng đây mình đợi cô chủ á mọi người. Tí nữa cô chủ cũng về thôi. Thôi mình đứng đây đợi nè, chuẩn bị uống trà chiều. Mình rất thích uống trà chiều. À, ok, ngồi đợi tôi. Cô chủ lâu dữ ta. Đứng đi. Ủa sao mày đứng yên? Im lặng đi. Cô mày đứng yên nghe chưa? Rõ ràng lúc nãy là mình thấy mình để các bạn gấu bông ở đằng kia mà. Sao bây giờ lại ở bên này rồi? Chết rồi. Thôi kệ đi, không sao. À, các bạn ơi, cùng uống trà chiều với tớ nè. Đó, đây tớ để cho mỗi bạn một cốc trà chiều nè. Và đây là ấm trà nè, acha nè. Còn đây, cái này thì bỏ đi, đặt sang chỗ khác. Đó, đây, đó, cho bạn mất lại kia nè. Đó, mỗi bạn một cốc trà luôn. Đó, các bạn uống đi nha. Thôi quá à, tính ra cô chủ tốt mà, tôi có gì đâu. Không như cậu nghĩ đâu. Nhầm. Trà chiều hết rồi. Sao các cậu không uống? Ủa? Các cậu chê trà tàu pha đúng không? Tớ không biết đâu. Thôi, tớ đùa các cậu đấy. Tớ biết thừa là các cậu không uống được rồi mà. Không sao, tớ sẽ uống phụ các cậu nha. Ủa, tên nào mà cũng uống được đâu. Ngon. Ui, no quá à. Chưa kịp uống mà cô chủ uống hết rồi. Tôi cũng uống gì đâu. No quá, tớ muốn đi ngủ ghê. Tớ ngủ xíu đây. Cô chủ ơi. Ê, để tôi nói cho cậu nghe nè Sammy. Sau này á, khi mà gặp cô chủ, cậu không được cử động, cậu hiểu không? Ủa, vì sao vậy? Mình có thể cử động được mà. Cậu hãy nên nhớ rằng cậu cũng chỉ là một món đồ chơi thôi. Nếu mà cậu cử động quá nhiều và để cho cô chủ phát hiện á, nhất định chuyện không hay sẽ xảy ra đó. Vậy lúc đó tôi đi được. Đừng. Chết rồi, đừng sai chỗ. Quá trời đất ơi. Nhưng mà tôi nói cho cậu nghe nha, buổi tối rất là quan trọng nên cậu phải cẩn thận đó nha. Tôi biết rồi. Thôi bây giờ mình đứng lại chỗ cũ đi, lỡ cô chủ lại nhớ nó đứng lại nó sắp chỗ nào vậy? Tôi quên rồi. Đó, ok, đứng lại nha. Đứng bên này. Đó, bên này okay. Nha. Ok. Tôi vào buổi tối này sẽ không gặp chuyện suy xẻo thôi. Thì ngồi đứng này chi vậy? Ủa mà từ. Robot cây đâm. Robot. Cái gì? 17 giờ tối rồi kìa. 7 giờ tối hả? Ủa gì vậy? Thôi, mình đi nắp khôi nè robot. Nè, đi cũng đi, phải đi nắp. Muốn nắp gì? Nè, mấy đứa, đi nắp đi. Chuẩn bị tới giờ rồi đó. Nắp hả? Dạ, đi nắp đây. Dạ, tôi bắt đầu. Đi thôi. Nè, cậu đi nắp đi. Không có phải không được chuyện. Hãy nắp đi, nói chung cậu kiếm chỗ đâu nắp được. Chết rồi, mình không nắp được. Mình là người cứu mình. Bi. Các bạn, đồ chơi của tôi đâu rồi? Chết rồi, nhưng mình dịch chuyển nơi đúng không? Mình đi dịch chuyển đúng không? Ở đâu ta? Ở đâu nhỉ? Ủa, sao không thấy vậy? Bạn gấu này á, mình nhịt nhiều, chán bỏ thử đi được. Bắt gấu. Bạn gấu bông.
công chúa của tớ nè. Hà, bây giờ cậu hãy đi theo tớ thôi nào. Cứu tớ, các cậu. Chúc cậu may mắn nha, chúc cậu may mắn nha. Chủ đã đưa gọi là cô bé công chúa đấy đi tắm mất tiêu rồi. Mà ngươi biết công chúa gọi là cô chủ mà tắm cho con búp bê đấy nó sẽ nhấn à, sợ mà. Trời, đời của một qua gọi là đồ chơi như ta, ta ghét nhất là đi tắm luôn á. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách đó để có thể gọi là giải cứu công chúa rồi, không thể nào để như vậy được. Dù sao cậu ấy cũng đồ chơi mới, cậu ấy nhất định sẽ rất là sợ. Thôi nè robot, bây giờ người với ta đi kiếm gọi là mọi thứ để có thể giải cứu được công chúa, chứ ta nghĩ cô ấy sẽ không gọi là, không thể chịu nổi được gọi là cô chủ đâu. Được không? Đây đây đây, bây giờ ta sẽ gọi là qua bên này để lấy đồ, còn ngươi qua bên kia kiếm đồ nha. Ok. Đừng có tắm tôi bố bê mới mà. Bố bê phải nhiều nước, nhiều nước như thế này, nhiều nước mặt tôi là mình bạn nha. Tay đi, tay đi, tay đi. Mình nhớ. Ủa cái gì vậy? Ủa tay đi. Ủa? Đây, cứu cậu này. Ôi, đi xuống. Đi ra đây, đi ra đây. Ủa, chuyện gì vậy? Rõ ràng là chẳng có ai mà nhỉ. Đi đây. Bố bê của mình đâu rồi? Đóng cửa lại. Bố bê ơi. Bố bê. Ở đây nè, công chúa, nấp đây nè. Để tôi kiếm cách cho cậu. Đây. Ui, đồ rồi. Bố bê đâu rồi? Đây, tôi giúp cậu. Vô đây nấp đi. Nè, rồi, ok. Nấp đây. Vô đây, cậu nhớ người yên nha. Bố bê đâu mất tiêu rồi? Búp bê ơi! Ủa? Búp bê của mình đâu rồi? Ở đó nha. Teddy! Đây là gấu bông đúng không ta? Rồi sao Teddy? Sao gấu bông lại ở vị trí này nhỉ? Không sao, mình sẽ cho bạn gấu bông này đi tắm thay cho các bạn công chúa luôn. Teddy! Không sao, có cách, mấy cậu yên tâm đi. Cảm ơn Teddy nha, trời ơi, Teddy đã cứu mạng mình mọi người ơi. Trời đất ơi, áo quần của tôi bị ướt rồi. Không được, tôi phải nghĩ cách để có thể cứu nó đi thôi, không thể nào để cho... Hello, mấy bạn. Ủa gì kì vậy? Wow! Tôi biết mà, trời ơi, hồi nãy công chúa định tắm tôi lấy cái bông tuyết tôi ném vô. Bà tưởng là cái gì ta, kiến trắng sợ bà chạy quá trời luôn. Ê! Trời ơi! Thúc mấy năm trời tôi chỉ có công chúa đây mới nè. Ôi, hóa ra là gì ta? Tính ra là cô chủ tụi mình bào dữ ta. Hèn gì đây là 7 giờ tối mấy người đó hả? Trời ơi. Có một sở thích đó chính là tắm tụi tôi. Nhưng mà bạn nghĩ được chơi mà tắm là... Nhất là tôi có bông mày tắm xong người tôi nặng chịu luôn á trời. Đấy, đúng là sợ đi tắm luôn. Cảm ơn mấy bạn nha, trời ơi. Còn gì nữa không vợ? Đừng nói đây mở đầu nha. Trời ơi, mới mở đầu đáng sợ dữ vậy. Nói chung thì đây chỉ là mấy cái tắm thôi. Mốt mà gì ta, bạn chưa bị gọi là công chúa gọi là treo lên dây xong là ngồi quay nữa mới đáng sợ cơ. Trời ơi, giống như tôi nè, tôi cứ bị cô chủ gọi là treo lên dây xong móp chọi chỗ này chọi chỗ kia. Trời ơi, sao như vô vậy? Trời ơi trời. Thôi thế chưa, cô chủ không đáng yêu như cậu bị đáng yêu. Bây giờ là 1 giờ sáng. Ủa, 1 giờ sáng sao không chưa ngủ vậy? Đến giờ xanh bắt rồi. Cô chủ. Cô chủ á, mà giơ cái cung qua tụi mình là chạy liền nha. Ủa là sao? Tôi không hiểu. Cầm cung là sao? Người yêu quý của ta đâu rồi? Hấy bang. Ủa là sao? Ủa. Bang. Ơ, bỏ sao chân hoa vậy? Ủa là sao vậy? Đi nào. À, trời ơi. Bang đâu? Bang đâu? Tâm mời của ta. Ơi, chạy. Trời ơi, ghê quá, bắt cậu có sao không? Bắt cậu tội quá. Trời ơi, chạy đi. Trời ơi, trời ghê quá. Hài ta hôm nay mình có vẻ là hơi kém rồi. Mình phải xếp lại. Trời ơi, khổ quá. Trời ơi, khổ quá. Chạy
Hồi nãy là công chúa bật cái đồ gọi là bắn cung á, tức là tới đúng một giờ là cô chủ sẽ gọi là bắn cung khắp nơi luôn. Đấy, cô chủ bật cái đồ bắt nên vậy á. Cô chủ ngủ rồi hả? Để coi nào. Cô chủ bắt đi rồi. Trời ơi, sao nhìn cô chủ dễ thương vậy? Sao cô chủ giang hồ dữ vậy? Trời ơi trời. Trời ơi, tôi bắt cửa có sao? Bắt cửa gì ơi, bắt cửa ơi. Bắt cửa ơi, bắt cửa sao vậy? Ôi, bác có sao? Bác có sao không? Không sao đâu các cháu, ta bị như thế này cũng mấy năm trời, cũng quen rồi. Trời ơi, bác gấu quá à. Này, tôi kể cho bác nghe nha, với lại là bác gấu của tụi tôi đã mắc kẹt trong cái hộp này từ lâu lắm rồi. Ủa sao cô chủ không mở cho bác gấu đi vậy? Hay là do bác gấu cũ vậy? Tôi có nghe là gì đó, cô chủ nói bác gấu cũ hay sao á? Nói gì thì nói. Chứ nếu bây giờ bác cũng đã già rồi, bác cũng đã cũ kỹ rồi, nếu bây giờ không có cô chủ nuôi bác thì cũng chẳng ai thèm tới bác đâu. Cũng đúng. Trời đất ơi, hôm sau đó chúng mình cũng may mắn có người nhận nuôi được rồi. Nhưng mà nhận nuôi chụm cái nhà gì ta, cô chủ hơi gì ta, hơi giang hồ tí thôi không sao. May quá. Nhưng mà không sao, đây mà là mấy ngày đầu tiên thôi. Nếu bạn ở đây lâu thì bạn nhất định sẽ quen à. Nên không sao, vì sao cũng tự mình nè. Đấy, đúng rồi, bạn tự mình nè. Rồi ok, cảm ơn bạn nha. Trời ơi, may của mình có những mấy bạn rất là tốt. Mọi người ơi, thôi bây giờ tụi mình đi ngủ mọi người. Vô chỗ tôi đi ngủ này đây. Ê bạn nào nào lỗi tôi vô được, tôi dậy không có được. Để tôi làm công chúa khổ quá trời luôn á. Đào bên này nha, ok, đào bên này đi ha. Hoi, hoi. Thôi, đi vô nè. Tôi chưa lên. Không vô đâu. Để tôi, đó. Vô. Trời ơi, cuối cùng cũng vô được chỗ này rồi mọi người. Ủa, chỗ này mấy bạn ngủ hả? Đúng rồi. Ủa, tôi ngủ nè. Thôi mọi người, mình nghĩ là video ngang ngày thôi mọi người ơi. Trời đất ơi, trời một ngày của mình thật là đáng sợ. Mình mong là lần sau cô chủ sẽ nhẹ nhàng mình hơn với mọi người ơi. Ok, nếu các bạn thích video này thì cho Sa một like, share, comment, đừng quên subscribe và tất cả thành viên hai tuần nha. Ok, tạm biệt mọi người ở clip sau nha. Hẹn gặp lại, bye bye. Bye bye. Thank you.